tiện Nhật các bạn. À, tiện Nhật. Ồ, có bảo vệ. Có mã là MDM-5H nha. Bảy anh này thì giá cực tốt luôn. Mâm. Này mình lắp mâm vô nha. Bảy anh này giá rất là tốt. Ồ, con này bán tự động các bạn ơi. Daiwa nè, Martin Ward. Con này có tủ điều khiển ở đây. Tự động nè. Điện nè. Dầu thủy lực. À, chạy job nè, chạy job nè. Handle bidle giống như là cái tự động nha. Ô, mấy chế độ này giống ở đây như có màn hình nữa các bạn. Hình như đây nè. À, nó đây nè. Nó màn hình đây nha. Đó, màn hình đây nè. À, chạy step là từng bước nè. Các bạn chạy job nè. Edit là mình làm chỉnh sửa nè. Và cuối cùng là chạy auto nha. Chạy auto là các bạn chạy giống như chạy gia công á, chạy hàng loạt á. Còn tự động nè. Cái này dừng khẩn cấp nè. Này thì nút reset nè nha. Này về góc tọa độ nè, về góc tọa độ nè, job nè, tự động nè, điện nè, dầu nè. Dầu thủy lực cho chạy nè, này đèn báo à. Ồ, vậy là tự động các bạn ơi. 930kg là 1 tấn nha. Chỗ này thì giá cái rất là tốt. Đặc biệt có cần gạt nè các bạn. Nè, cần gạt nha. Ở đây đó các bạn, tiến và lùi nè. Tiến và lùi. Tiến và lùi. Dừng khẩn cấp. Và nút này là nút cái này là gọi là hoạt động đó nha, hoạt động á. Thủy lực. À, fit me. Thủy lực. Ô, vàng thủy lực các bạn. Tự động. Băng bệ tự động nha, tự động hết nha. Ốc là ốc của Nhật đi kèm. Dầu. Hàng chi nó không có tay quay các bạn. Thủy lực. À, chạy thủy lực hết nha.